Xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba với lại cô Hai với lại bà Út với cả nhà sẽ làm món bánh xèo hến nha cả nhà ơi. Hôm qua thì mấy bà cháu có đi mò hến đó cả nhà. Thì ngâm hôm qua tới giờ rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt nước sôi lên rồi luộc hến nha. Khi nào đợi hến nổi thì mình sẽ vớt hến ra rồi lấy mấy cái phần ruột của con hến đó làm bánh xèo. Đây phần trên đây nè. Rau thì rất là ngon luôn nghe, có xà lách nè, rồi rau thơm, tía tô, rồi nói chung là nhiều loại rau lắm. Một hồi ăn thì Tiền sẽ giới thiệu xưng ra cho cái nhà xem nha. Có dưa leo nữa, rồi thịt Tiền có mua thêm một miếng thịt nạc á, hồi mình sẽ xào chung ăn. Củ sắn làm nhân, giá, bông điên điển, đó có nhiều đó đó. Một thau hến ở ngoài sàn nước này cả nhà, nó rất là nhiều luôn. Đây Tiền sẽ cho cả nhà xem. Từ nãy giờ á là mình dạo á, cho nên đó là nó hơi dơ nha. Đây con nào con nấy rất là to nha, nè khủng khiếp luôn. Mình sẽ lấy vô từ từ để mình vớt nè, nó nguyên một thau hến luôn, bự chảng, con nào con nấy uống nu luôn. Vớt mình vớt mình đổ bánh xèo nhiêu thì còn dư nhiêu thì Tiền sẽ gửi lên cho cô Ba nha cả nhà. Nè đưa đây nè, nước sôi đây. Lấy cái này mình đựng hến được không ấy ba? Được. Nào, lấy cái khay này mình đựng hến đi. Nè vớt đi. Ủa con nào con nấy nó mập vậy đó hả? Cái khay nào? Cái khay ấm nổi nữa. Ừ. Ôi nó ngon. Nó uống nè. Ủa quá luôn á cô Ba ơi, ngon chưa? Cái này Hiếm Ba nãy con chưa để muối nha Hiếm Ba. Hiếm Ba để gọi phải không? Xuất sắc xuất sắc. Không không chỉ không uổng công công sức của mình mò hôm qua nha. Nào dạo hết thì vớt ra cái nồi đi. Nồi mình lụm. Sót như mình lụm. Cái này chắc thịt lên hết nó dễ gì. Quá trời quá. Đây. Đây không còn để lụm đâu. Không còn để lụm. Nó trắng phiếu luôn. Nè. Có ăn cái gì mà ngon mới vớt thì đâu. Nó nổi phình phình phình, yêu cầu là nước nó sôi là nó ngon rồi hết bà. Cái này mình cần cho một miếng nước vô không? Không, không cần đúng không? Rồi mình nó trắng nè. Ăn thử một con cả nhà, con này nó uống nè. Nó tự nhiên nó ngọt. Nó ngọt bố ơi. Thấy lại ngon rồi. Xuất sắc xuất sắc. Như vậy nè mới ngon nè cả nhà. Không có gì bằng xông nước mình hết. Cái nào còn sót lại thì Tiền ngồi bên đây Tiền lụm nghe. Nhưng ba nói nè chắc không còn sót con nào đâu he. Số một hai con á, gầm ngựa không biết dạo là sót lụm mệt luôn. Được rồi. Dạ, vậy được rồi. Mỏng chút cũng gửi được. Sắp không gửi nha. Hến này làm gỏi hết. Làm đủ thứ món hết. Làm nhiều cuốn. Hến này là mình làm gỏi nè. À, làm gỏi cuốn nè, kho sả ớt nè, rồi nấu canh, rồi nấu cháo. Nói chung là nhiều món lắm. Ai muốn ăn gì làm đó. Như bố Út thì bố Út sẽ thích món gì nhất bố Út ơi? Thì, dạ bố Út thích làm bánh xèo nhất hả? Bánh xèo hết rồi bố Út khoái hả? Vậy bữa nay bố Út qua đợi ông bố Út. Vậy là chúng món bố Út rồi đúng không? Chúng tủ bố Út rồi. Cô Hai thích gì nhất là cô Hai? Cô Hai dễ ăn hả? Thường thì gửi lên thì cô Ba hay là kho sả ớt. Cô Ba phái kho sả ớt. Cháo hến. Mình vớt cái mình để vậy đi.
Cái này con lụm hết rồi nè. Nó phật tiền ơi. Nó phật rồi con bỏ đổ qua đâu? Con đổ qua đâu vậy? Hay hỏi ba để qua đây đi. Xuất sắc, xuất sắc. Hôm bữa cha bữa mình làm gỏi cuốn đó. Cái kêu cha ăn gỏi cuốn, cái cha hỏi cha nói cha không ăn, cái con nói gỏi cuốn hến, cái cha hỏi hến hả, cái cha vô cha ăn. Phải hến. Có ốc nữa kìa mà. Qua bữa con mò ốc đó. Ngồi con đổ vỏ xuống dưới đây luôn đi. Để cặp bên đó đó. Phan thấy ba hả vớt. Nè, còn nè. Còn không? Còn không? Con không thấy đường. Thấy khói quá, không thấy đường. Nửa già chắc mình làng lắm á. Này mình vớt này là được nửa ký lô à. Cái này là nửa ký vậy nè, hai mẻ nửa ký vậy nè cả nhà. Nhiều. Cái hôm qua mình bò là không là tầm khoảng là mười mấy ký ha, hai ha. Mười mấy hai chục ký á. Năm ký mà sáu rồi thấy ba chục ký rồi, hai mấy ký thôi. Cái này ư nha, nó rớt qua gần. Nước còn vậy mới dễ mò. Hết rồi ba, cái này mẻ này hết rồi ba. Tặng cho Út một con ốc gạo mini. Đâu lấy thử coi mập không? Mập. Ú luôn. Không phải, không có gọng nữa, nó mập gì đó. Chị hả? Ừ. Tại mình gọng nó chết đó. Phải không? Lỗi nó không chịu gọng, mình nhả nước nó bị cắn lưỡi chết. Nhưng mà ngộ nghe, bữa trước á mình mò ốc thì ốc không nha. Không có một con hến, hôm qua mình mò hến không. Không có một con ốc. Mọi ốc nó nằm dưới mé ha, mé nước nằm dưới mé ha, nó ở cũng từ khu khu ăn khu ốc đắng với gạo cộng này không có lần hến này mập ghê luôn á, hến này đồ án mà không cái tay luôn á. Hôm qua nhà Phong đi heo mới đựng thao đó, không đi heo không được đâu. Ồ nó uống phịch đít luôn. Phải mà vớt liền gì chấm mắm mà ớt. Mắm kìa dầm ớt vô. Nóng nóng mà nó ngọt ngọt. Trời ơi nó ngọt. Muối ớt được không? Chắc hết rồi mình ăn mắm nó ngon lắm. Phải ăn nước mắm mà. Cái hồi cái xúc cái vỏ ra nó còn dính đó. Mắm trong mình đó. Vậy làm chấm mắm mắm trong thử đi. Con ăn thử coi. Con ăn thử coi ngon không bố. Ta hoài, kiền lắm. Làm buồn buồn. Ta không ai làm gì chứ. Mẻ về cái mình nóng quá lên gì đó. Dạo lên cái ngồi vừa dạo gì vừa lụm mà nghỉ ở nhà luôn á. Ông ông Phong ổng mò mà ổng cứ sợ hoài, ổng cứ ai đi đâu ổng đi theo đó, ổng nói. Hai năm nữ có nên. Sao xong đụng cái gì? Đã ghê hả? Cái đụng cái gì? Đụng cái gì? Giật mình. Cuộn cuộn nắn lên hết trơn. Giống như hồi rồi mẹ gọi là không có một con nữa đó nha. Ừ. Mình hết nóng. Hết lạnh là sao? Hết lạnh nó dặn đá. Nóng gì bán là về ăn liền nè. Mình vớt vậy nè là của mình không có để hàng khe. Chúng ta để hàng khe nó trắng tư luôn. Ăn con hến là nó bị bủng quá bà Út. Cái vỏ hến này, cái vỏ cồn nè bố ơi. Cái vỏ cồn nè bố. Con hến cồn. Hến này là một hến này đều chứ bố. Hến này đều ghen. Một nắng được đó. Nó ở hến là nó ở theo bầy. Hến một nắng nó thấy nó nằm là để cho cái lò chiên không dầu. Người ta không có người ta trụng nước sôi hết ba. Người ta trụng nước sôi á ba. Để mình cái coi nó không chín thì ăn nó.
giống như là cái con sò huyết mà mình muốn ăn tái vậy đó, mình phải trụng nước sôi, giống như là nước nó hút á, cái mình đi càng ngày càng xích ra ngoài á. Mà ra ngoài nữa thì không có, ra ngoài sâu nữa, ngoài nữa thì ốc. Ông hồ à, hồ bữa đó miễn kiếm hết rồi, không phải bữa đó kiếm hết năm ngốc mà. Mình muốn gì là có đó. Mình ăn hên hả? Mình cũng hên. Kiểu ốc có ốc cũng hên, có hên. Hên là mình giỏi. Các người ta là kiếm không có đó. Có công mài sắt có ngày nên xà beng. Bây giờ thử đi, ai mà đi bỏ hết thì có không? Có bằng mình không? Hôm qua mình cũng nản rồi phải không? Hôm qua nước lớn mình cũng nản rồi đó. Không qua ai chửi con ta. Rồi bây giờ là Tiền sẽ quay ngang để mà mình khử thịt nha cả nhà. Tỏi. Chi thơm. Thịt đây mình sẽ khử. Hến nào mình khử sao hay là khử chung luôn hả ba? Để riêng lên luôn. Thịt riêng rồi hến riêng. Mình thử mình dồn lại chiên luôn đi. Cho hết mình thử ớt thử chín đi rồi. Rồi cái để còn cái chảo của mình thử lắm. Để chung vô mâm. Hến từ đó giờ là khá là nhiều luôn cái cả nhà, một mâm ở trên rồi một nồi ở dưới nữa. Cái này á thì mình chỉ làm có một bịch bột bánh xèo thôi, còn nhiêu thì Tiền sẽ gửi lên biếu cô ba ăn lấy hảo. Còn sót. Hôm nay là mồi hơi nhiều nha. Một chả thịt, một mâm hến luôn. Nhiều lắm. Bốt cho ấy cái dưa chua xuống giùm con bốt. Nè bốt giá nữa. Cho nó thấm đường. Bốt cho đồ nêm nếm vô đây cho con đi bốt. Do là một cái lò kia nó bị hư rồi cả nhà, cho nên là mình sẽ sử dụng bếp ga. Cái nồi đó thì hiếm ba đang luộc hến, tranh thủ thời gian. Cái hũ nhỏ đó là hạt nêm đó bố. Không, bên kia kìa. Dạ. Đây thì cho miếng nước mắm. Sầu riêng cũng được. Quá cho thịt rồi, sầu riêng đi. Ai muốn ăn thịt thì thịt không. Ai ăn hến thì hến không. Rồi giờ Tiền phải pha bột nha cả nhà. Cái này là bột bánh xèo. Pha được bột chiên giòn. Đây. Bột gạo. Này là Tiền sẽ pha bịch nước cốt nha. Nước cốt dừa vô cho nó béo.
có tiêu bên đây đấy nè bà Út. Dạ. Nó ra nước, chứ là cái chảo á bố mày. Ừ, cái chảo nó dính. Cái chảo nó bằng đá á. Đây, nước cốt đặc nè, thằng cho vô luôn. Cho nó tan ra. Dặn vô đây xí hạt nêm. Bốt chị giùm con hũ hạt nêm bốt này. Dạ rồi. Cho hành lá vô luôn. Cái này tiền cho thêm miếng nước đi. Nè hai ba ơi, xong lửa sẵn lửa hai ba xào giùm con cái này luôn đi. Xào nhân luôn. Không có nóng nè, cho dầu vô. Xào xào da nhân. Tỏi nó thơm vàng. Cho đầu xào vô luôn. Ui, ui, lửa nó nóng cái đùi luôn. Để hí đó gì đi. Ờ, để hí đó đi. Hí ngâm nước gì đi đi. Chấm chảnh trắng. Cái đầu nếm nếm qua đem con Út ơi. Đường như mình kêu có muỗng trần ba muỗng đi từ từ đi cho ba muỗng đi ngủ có ni 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 đó ba bốn nhỏ quá từ từ. Cho con miếng dầu nó góp. Dầu có ít quá. Làm bản đây này mình chín rồi nè. Cho giá rồi với hành với đường biển vô luôn. Được nghỉ cho ăn. Đây tiền cho hến vô luôn nha cả nhà. Cho hến vô luôn. Cộng chung hai cái lại với nhau. Hến này là mình luộc nó còn cái chắc ngọt á. Cộng chung hai cái lại vậy nè ngọt. Này mình xào qua xào lại là mình tắt được hả em ba? Ừ. Xào quá nó teo hến luôn. Rồi cho hành vô. Ủa em ba nãy có hành chưa? Có rồi. Tiên nó xong. Hello, hello, hello.
Đây, bữa nay có khách nha cả nhà. Chị Trinh, này là cháu của chị nha. Chị Hai mới vừa rước lên. Chào cả nhà chị. Đây bà Út nè, cô Hai với ba. Đây, bữa nay là biết làm gì không? Nghe nói rồi. Nghe nói rồi đúng không? Ngồi ghế đi chị. Nhau giấu không được. Ngồi ghế nè. Rồi bây giờ là tiền sẽ đổ bánh xèo cả nhà. Dòng như không bị đổ. Lửa quá, bớt lửa. Vậy tại vì cái chảo này là cái chảo đá không được. Dạ bà đang quá. Dạ đi, dạ đi. Có bà siêu quẩy xuống, siêu quẩy xuống cả nhà ơi. Dở là đưa cho bà. Dạ. Mà tiện quá một cái thôi ha. Rồi đây trả cho bà đây. Lấy. Đó. Chậm chút nữa. Hồi nãy có để vô ăn hay chưa? Có. Nè, nãy con phải. Bà cho con cái gấp vô. Nè, có mình rửa cái này đi. Cái chảo này chắc đổ lâu lắm. Ừ, nó dày. Đó, nó phạch dẫn ba như là đem ổ trứng vậy. Bánh quá trời luôn mà đâu thèm để ý tới đâu. Nè, truyền cho con. Đây nên á, giờ này chưa ăn đây luôn á. Có rồi, bà lấy con cái. Cái này là vừa hến với lại vừa hạch luôn cả nhà. Cái này là ăn là ăn cái này là mới ngon nè. Cái này là mình mò từ con. Thấy không? Cái này cũng phải cho lửa lớn mới được. Tại lửa lớn mới được, chảo nó lâu lắm. Đi trước cho cái ngọc không có chạy rồi. Lửa bó nha. Lửa bó cái gì đó, để gì đó. Đi dẹ. Bớt cho. Cái này là mình cho nhìn vô luôn. Lá anh viết cái dĩa đó. Giấu trên đó đó. Cho hến với lại thịt vô. Bung đường bên đó. Vậy được không bà? Mình ăn mà muốn cho nhiêu cứ cho quên. Nghe bảo. Dạ. Ở đây nói như nè. Chưa đợi em cái chị. Nó lớn đi. Nó lớn đi. Nó lớn đi mà. Nó nhỏ làm chi nên gì nó nghe thôi à. Đây bây giờ là đổ cái này xong nè cả nhà. Cái này là đổ là bao giòn luôn. Cái chảo đá. Chảo này không biết sao. Cái chảo của ba là siêu biết giòn. Sao, siêu giòn mà nó đựng dính được kìa. Dính rồi nè. Bố bố sao à, bố lấy ra sao bố quên rồi. Để lá vô. Chảo ba là nó dính rồi đó. Thấy nó bồi mồi nó dính. Đó. Chóc mẹ ha nè. Ông ơi. Dạ. Dạ. Chảo không tiền đổ chút lóc phải không? Chảo con là khỏi càng ấy đó. Ừ. Được đó nha. Dặn phải không? Dặn đi. Xong rồi. Xin tiền, xin tiền. Xin tiền 5 phút. Lá ập lên. Lá này bé quá à, mấy bà xé hà tiện người ta. Xé lá nhỏ rồi, nhỏ hơn cái bánh rồi. Bốt chuyên nghiệp hơn tiền này cả nhà. Cái dụng có lá. Bỏ lửa thôi. Sao sao để vô luôn em. Ừ để vô. Ngon nha, ngon nha. Chảo này dính nè. Ừ, chảo dính. Đổ rồi biết dính rồi, chóc dính hết trơn rồi nè. Con rồi, con hai rồi. Bà cho chồng vô cái bà nấu. Đây, chảo cái củ dính. Chảo. Chảo này không ổn nè. Giòn ngon ha mà nó dính. Được cái dĩa em xích qua luôn. Không im mà nó giòn mà nó dính. Nặng lắm Út ơi.
Ừ. Cái nắp thôi. Chảo nó vậy. Đi vô miếng tăng lực đi, lẫn cho nó sức lẫn mà đổ. Tiếp tục hả? Dạ, nè, ốp, cô hai. Có người đem tặng nơi cho uống. Có người tặng nơi luôn. Ờ, ăn cho nó ngon phải không? Hai, ba. Rồi, cảm ơn luôn. Ra một đống nước mới đem lại. Được chưa? Rồi, rồi. Không thấy hến chưa? Múc thịt không? Có hến nữa à. Ừ, mấy cái muỗng mà xúc á. Đừng có cái giá. Múc bằng muỗng á. Ừ, giá muỗng á. Giá cái này nè. Ủa, bữa nay ăn chơi nhân gì nhiều đi. Ừ, bữa nay nhà mình là phải nhân nhà mình luôn mà. Đặt xấu đây nè, đặt xấu, đặt xấu. Nó dính rồi. Dính vậy? Dĩa sao dính dưới luôn rồi. Bánh bánh mà tao nói đợi. Ủa bánh dĩa nó dùm cô. Bánh bất ngờ bánh dĩa. Cây giá. Sao cây giá. Lục ngời. Lục ngời. Lục ngời. Lục ngời. Được. Nhỏ nhỏ đi đi. Nè, đổ cho này đi lên dành luôn. Ừ. Cháo này nó ấy quá. Này được cái ăn nữa dính quá này nè. Cái này là còn nặng lắm. Thì mẹ nhường biết lại cho ba của quả không đó đi vô thì chị đi. Người đây cầm đó không có đấy cái quai này nặng nè hai hai cặp cái này thêm đi hai cầm dư á cầm dư á ó đừa đừa nó tụt nghiêng cái nó tụt cặp thêm đi chảo rồi nghiêng nó tụt tại vì luôn liên quan bây giờ mỹ biết rồi. Ờ nó cứ cái chảo nghe nó cười. Chảo đổ bánh gì nó không thèm. Chảo đó chiên cá rồi nọ. Chảo này không có chảo nào đổ bánh vừa bụng. Chảo luôn. Đi mày quên em chảo luôn. Chạy vô lấy chảo của bà đi. Nghỉ đi. Chạy vô lấy thì nghỉ luôn đi. Tiếng nó hồ. Tại sao? Bắt đầu. Cái này ghét chị Trinh đổ bánh xấu không à? Trời ơi, ăn vô bụng quá. Bánh xấu mất không à, có chị Trinh lên xui đổ bánh xấu không à. Vô bụng quá. Nói nhiều mà Mỹ nó là ba, bá nó đổ bánh gì mà xấu quá. Rồi bá khen bá đâu bá nổ rồi bá đẹp đâu, biết tới mình về ăn đổ xấu quá. Tới là đập hiền anh chị giữ đang ngủ trưa mà xuống rồi. Có gì đâu, có gì đâu. Trời ơi, quá. Ngày nào cũng ngủ trưa hết trơn. Trời ơi, chị cũng cần kìa. À, rồi sao? Rồi sao? Quậy lì. Bữa nay lì. Ai ơi, khỏi đã nè chị hai. Đánh nhường. Đánh nhường với anh hai. Tớt nhẹ mà chị hai. Đánh nhường. Tạo dấu đáy luôn nha. À, đổ đổ bán mình mà đổ bán rồi đổ bán kịp luôn này đổ hai triệu ngàn mình mà đổ bán rồi đổ kịp rối đâu rồi anh ơi đi đâu cố ý đợi đây khách mới rồi đi vô bánh nó út ăn bự bánh nó tôi ăn nhỏ chắc quậy đổ vừa thôi được có lăn quá lăn quá bự lăn vừa vừa thôi lăn hoài đã bị alo kìa chảo đó thì thay gì hoài hai cái hai thằng cái chảo này có người tha luôn. Ừ. Nó giòn. Nãy lên nhớ lòng xương tương bấm bột. Tương bấm bột của bên kia. Đúng rồi. Dễ ăn mà đóng cửa.
Ừ, cái nhỏ nhỏ thôi, ai nhìn nó không ngán. Bự quá nhé. Muốn gì ta làm cho gì vậy được. Nó bung từ 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 từ. Có nhiều, có nhiều quá. Có nhiều hả? Ừ, ngay ở Bắc Hồ á. Vậy hả? Cái tử Bắc Hồ á. Chống chảo của mình đi. Con được có dĩa không hay? Bị gió thì dữ dằn không? Để thì lên luôn. Đi dở quá mà. Ừ. Dở quá. Đến đây là đang có heo mua rồi. Nặng quá, tôi có bỏ đã. Tại vì tiền nó tối sắp. Rồi thằng Khang nghe thằng giấy thương thích. Đến đây thì bỏ đã. Cái đó là hết 2 bao. Ừ, nó rồ quá trời. Cho mấy đứa này nè. Lụm lại. 3 cùng luôn. Nó phạt hết 1 cùng rồi. Chưa lấy luôn. Cái này dành chung nè, dành chung cái nhỏ. Ờ, cái cháu nó quá, người này có, người kia có, người thư. Rồi bây giờ thì bánh xèo cũng đã đổ xong hết rồi. Giờ Tiền xin mời bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng bánh xèo nha. Hôm nay thì bánh xèo hến cả nhà ơi. À, mời cả nhà ăn chung với lại chị Trinh nè, với lại cháu chị Trinh, anh tài xế, với lại gia đình Tiền nha cả nhà. Mời cả nhà. Mời lại gia đình. Dạ chị nha. Mời cả nhà bánh xèo hến nè. Đổ đổ nè, xèo hến này là tự tay em với lại bà Út nè, cô Hai với lại Hiếm Ba đi mò. Có Hiếm Hai nữa nhưng mà Hiếm Hai không ra được. Tại vì Hiếm Hai bận công việc. Ăn tự nhiên đi. Mọi người ăn tự nhiên nha. Rồi mời cả nhà bánh xèo. Rồi tất cả ăn bánh xèo. Nay chị em mình ăn ngon lắm đó chị. Mời cả nhà. Rau này của mình không hả? Rau sẵn à. Làm của mình. Chị rau này chị ăn thôi. Đúng rồi. Cái này là rau đồng không đó nha. Trời ơi, dễ dàng ngon rồi, cho sò. Ở miền Tây Trinh thích nhất là ăn món gì nè? Cái gì cũng ăn hết. Nhưng mà phải có món đặc biệt của mình. Món gì mà yêu thích đó. Mời cả nhà ăn bánh xèo nha. Mắm hả? Thiệt không? Thiệt. Thì mắm có nào đâu, mắm tại chị có mắm nhà. Có mắm nhà nha. Mắm nhà làm, tự giờ thấy mắm nhà làm chưa? Thấy rồi. Thấy rồi đúng không? Chờ ít miếng dưa leo chị Hai. Bỏ sạch nè. Vậy là để chuyến xa qua nó muốn mắm nha. Giỡn là không được, để rủ cam nó vô. Được, được, được. Được không chị? Đợi ra xa đi bán măng dao. Gì cũng được. Mời đó nha, ăn bánh xèo. Có hợp có gì với chị không? Ngon. Bói cũng đang ngăn món của nó. Ờ bánh nó phá luôn. Vậy nó mới ngồi yên đó. Hến con nào con nấy uống ghê không chị? Ờ luôn. Ờ hến nhà mà. Ê, hến này được mới luộc á. Dạ. Cho chấm nó ngon. Cô ba với cô ngon. Đúng rồi, tại vì em có chừa riêng cho cô ba với cô Hai một gỗ luôn. Đúng rồi. Gửi lên Long An với chị mấy cô ở chảnh đó. Ờ vậy à. Thích, thích mấy cái món đồng lắm. Ốc đồng, hến đồng nè, cá đồng. Nó mặn. Chắc là thích. Mặn nó sòi, vậy dạ, nó cái cách gì cũng thích. Bằng lăng, dạ. Đồng lăng. Ăn không biết được không. Còn một thao á, à, còn một thao ốc quắn nè. Con nào con nấy thôi. Chị về cái ốc quắn về Cần Thơ. Mình luộc ha, mình ngọt nó vô ha. Để cái gì cũng ừ hôm nay là chị Trinh qua đặc biệt rồi, có cái là tự chị Trinh yêu cầu là Tiền là tự tay là làm tóc cho chị Trinh nha cả nhà. Không biết xấu đẹp ra sao á chị, mà chính em làm thì là cho chị là được rồi đúng không? Đúng rồi. Nói cho hai chúng sớm tự ăn cơm.
Đúng rồi. Đây hết ăn cơm ăn hao người ta nhiều. Mới không? Vừa ăn vậy tô cơm xong luôn. Ừ. Giờ chị chở đỡ hao không? Tè hả? Em mới vừa ăn cơm xong. Tôi cũng ăn cơm xong. Nay nhà ta người ăn cơm. Đói bụng quá. Mẹ ơi, cháu của mẹ xói lên tới đầu quá vậy. Trời ơi. Để ngồi tắm nó ra dĩa đi nhà lấy nước đó. Nó quậy kìa. Quậy dữ lắm. Chứ quậy mà. Đúng rồi. Ừ, ngại gì đó phụ quá. Tao biết nó nằm có khúc nào đâu. Ừ, không biết nằm lúc nào á. Rồi đó phụ rồi rách chân. Chứ sao đi khúc một chuyện. Đi bụng đói, đói ăn chẳng hả. Trước đi. Là đi qua tới đây là ăn ở bệnh trường đó. Hai bà cháu ăn bệnh 7 giờ rồi đó. 7 giờ nhưng mà lúc mà điện em. Điện em là chị biết đi lúc mấy giờ không? 10 giờ rưỡi chưa? 10 giờ rưỡi chưa mới đi. Còn công chuyện của bánh đó chưa có đi được. Nãy chị ngụm ngon quá. Ghé chợ Long Xuyên bánh bánh ba ghế tấm gì á. Ngon ngọt. Tiền tiền bữa nào đi nếu mò hết vậy đó thì bán. Tôi đó nghĩ. Thôi vụ mổ màu bán không đổ rồi. Đổ cái xe đổ. Ừ, xe bán. Cặt khổ quá, đổ ăn. Đổ ăn với bà. Đổ ăn ngon mà ta mò cực. Nhẵn đi ăn rừng no đi. Ok chị. Ăn cái vỏ bánh xèo thơm rồi nước cốt dừa. Đúng rồi, sao nước cốt dừa. Đúng rồi. Đau đâu nó đổ rồi mày hết mọi người đó. Thơm hơn ở trên Cần Thơ. Thơm rồi đó. Thì là cô dạy chú ăn rồi đó. Vậy là ăn gian đổ ngon ngon ha. Ngon. Khéo rồi. Béo quá. Với lại chả nó ăn bánh xèo vịt. Tập vịt bằm với cua dừa mà mới ăn bánh xèo hết. Bánh xèo hết luôn ha. Rồi, ngon. Cảm giác là ngon hơn bánh xèo bể tới cái gần không? Ngon. Béo hơn đúng không? Đúng. Vậy là đợt này bà ba với bà Út là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi. Thôi bánh xèo bán. Vậy mà nói con sẽ vậy. Chị ơi. Mặt bằng chứ. Thôi bây giờ em kiếm mặt bằng chị đầu tư cho em mở quán bánh xèo hến. Được. Bà hai đi mò. Hai bà đi mò nè, túi với tiền đổ. Bà hai đi mò. Nhắc bà hai đi mò cung cấp hến xuống Cần Thơ. Tiền đổ. Mình nói chợ bán. Không, bây giờ mình kiếm mặt bằng ở dưới Cần Thơ đi chứ ở An Giang là hến này là nhiều lắm rồi. Nhiều lắm. Có ở Cần Thơ là không có hến thôi. Bây giờ kiếm mặt bằng ở Cần Thơ. Cái này tôi không có gà nhỏ này. Nghe hỏi tôi nói thiệt cái hả? Đi lỡ quán nào thấy ớt sợ muốn chết. Hay sao không? Giờ biết cay hơn hơn mà ớt Mỹ rồi. Trời ơi. Rau đủ thứ rau hết. Cái này rau nhà không mà tự nhiên không à. Hai mở cháo đi hai. Mở dưới là nữa cho bà Út với bà hai là mò hóm nha. Ừ. Bà ba thì xuống dưới là ngồi đổ. Ừ. Bán rồi lời chia hai nha. Chứ không phải chia ba bốn. Chia cho bà ba. Mò, bà nhiều hơn con tôi. Ờ mò nhiều hơn mấy người bán. Cái này là bà chia nhiều đầu á chứ không phải một đầu hai đầu đâu. Bây giờ là chia cho người đầu tư nè. Thấy không? Người đứng đổ nè. Không, người đi mò nè. Lại chạy bàn đó. Không, lại mình chia lỗ với 9 triệu. Nghe cái gì chinh chẳng đó. Để vô mắm à. Mắm này vậy? Nói gì có dịp đi dân hôn đảo hay lắm đó. Dạ. Tại vì tôi chưa đi nghe em nói con chị này tôi về cố gắng đi á. Dạ. Tôi nói chị tôi nói rằng chị này tôi về cố gắng đi không đảo á. Tại vì đi về mấy lần đâu có đi. Tại vì có ông chị nữa, hai từ hai lần ba lần có về rồi đâu có đi không đảo được. Mình đi 2 ngày 3 ngày được. Ừ mà nó ngon thôi cũng ngon. Cái lá gì lá xanh nhái nó chua chua. Cái cái nó chát chứ chua đổ qua đổ lại là ăn ngon. Chị phái xe hầm thắt à. Không thua có tàu chứ không phải nè em thắt tàu đó nè. Có tàu vậy thấy. Ừ có tàu. Tàu luôn nè đó. Ừ, nãy giờ hả? Nãy giờ tưởng đâu có không có chứ tưởng đâu mà nóng nè, hôn bó lặng. Khách là ngon lắm. Ngon nặng đi. Đó là ăn khách luôn. Ở bà anh có không? Bà anh không có giờ em thắt cái gì? Sao bây giờ chứ đâu chiều đó bây giờ. Có không mấy ai bắt. Có không anh giờ em thắt nè. Ừ đó, tôi cũng cố gắng đi không sao. Mấy bà đi đi. Không đi có dịp rồi không đi ủa. Bộ cô đỡ đi sáng quá. Nghe nó lưng.
ăn thử ăn bánh xèo ngon lắm, ăn thử nào giờ chưa biết nè, ăn ăn thử đi ngon lắm, ăn ăn đủ lá cái ba không hai lá cắt hả? Có chỗ không hả? Nó cái lá này là lá gì luyện cho mấy lá cắt lá xài nè, lá cắt nữa nè, lá xài chị nó mặn, nó mặn, nó mặn, nó chua chua ngon quá, mặn xài cách gì đăng gì rau nhái nè, rau nhái rau này rau gì rau lá lốt, lá lốt đúng bắp mà rau bắp cá, bắp cá nè, có nữa bắp cá nè, bắp cá có đó đó cái cá chua hàng cá chuyện cho mất cá cá với gãy sạch hết như lá xài ăn ra bảy ra ra bao tử chạy không kịp ra ra ăn cái không giờ không ai nói tới quê con này là con bây giờ không ai nói tới chân quê ngon á bánh xèo ngon á bánh xèo 1 số 1 rồi kìa vô mà xuống máy bay rồi là đòi ăn bánh xèo trước hả? Mà ăn chưa? Chưa. Dạ lên nên ăn chứ 1 phải rồi, phải ăn rồi chứ 2 rồi. Là vẫn ăn mấy tối bánh xèo rồi đó. Vậy là chưa. Đây đụng vô bánh xèo. Vậy là nghỉ ăn hai chị nha. Dạ chưa ăn là số 1, ăn rồi là số 2 vậy đó. Khỏi nãy rồi. Ăn cơm là được rồi. Ăn cho đã bánh xèo bữa. Đấy, đúng rồi. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì làm món bánh xèo nhưng mà cái món này đặc biệt thì cũng là món ưa thích của chị Trinh với lại cháu của chị luôn nha. Thì hôm nay thì được bữa cơm bữa bánh xèo chứ hay là bữa cơm bữa bánh xèo rất là ngon nha cả nhà. Mò hến nè rồi làm bánh xèo chung với lại thịt được ăn chung với lại cả gia đình chung với lại chị Trinh nữa thì rất là ngon. Thì Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.